chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một dự án ICO có tên là Zeon Network. Đây được coi là một cái blockchain 3.0. Thì cái dự án này là một cái blockchain phi tập trung của thế giới, nền tảng có thể mở rộng và an toàn. Thì cái nền tảng này được thiết kế để mở rộng tỷ lệ giao dịch lên đến 100.000 TPS trên giây và có thể được thực hiện sự tham gia an toàn vào các dự án khác và DApp này. Thì hiện tại là cái chương trình này đang diễn ra cái giai đoạn ICO và sẽ kéo dài trong 29 ngày nữa. Thì mua một min mua là $1, thì một token có giá là 0,0005 đô. Thì hiện tại là cái dự án này đã bán được $11 triệu. Thì hôm nay mình sẽ đi review cái dự án này cùng các bạn. Thì cái Zeon là gì? Thì đây là một cái dự án hướng cộng đồng và giải quyết các vấn đề chính của ngành công nghiệp mật mã. Thì những vấn đề nền tảng của chúng tôi sẽ giải quyết là mở rộng cái tỷ lệ giao dịch lên đến 100.000 TPS trên giây. Thì đầu tư vào cái crypto với rủi ro tối thiểu, giao dịch thường xuyên, chuỗi và thông qua hàng loạt nền tảng. Trong thiết kế của Zeon là ý tưởng của việc tích trữ chia mạng thành các mạng lớn nhỏ hơn. Thì Zeon cũng sẽ giải quyết vấn đề chấp nhận hàng loạt trong crypto bằng cách cho phép đầu tư an toàn trong người dẫn hàng ngày. Thì mong đợi của một danh sách các công ty sẽ chấp nhận token ZNC trong cái mùa hè này. Thì vé máy bay, cửa hàng tiện ích, dịch vụ và công ty cho thuê và đi du lịch. Thì đây là cái mô hình hoạt động của cái mạng Zeon này. Thì nó sẽ sử dụng cái wallet này và cái P2P transaction và hướng đến nhiều cái blockchain khác nhau thông qua cái giao dịch này. Thì cái mạng Zeon công nghệ tiên tiến của nó, thì tại sao Zeon khác với hàng trăm ICO và các dự án mã hóa, thì cộng đồng của chúng tôi sẽ thực hiện một sự kiểm soát phi tập trung của họ bằng cả blockchain sáng tạo này, hệ thống Oracle và cái cơ sở hạ tầng thân thiện với người dùng. Thì về blockchain và POS 3.0, thì blockchain của chúng tôi cung cấp cả mật mã thông báo POST 3.0 với lợi nhuận hàng năm. Thiết kế của Zeon cho phép tốc độ giao dịch của nó tăng lên đáng kể với mỗi vài trăm nút được thêm vào mạng của nó. Thì hệ thống thanh toán của nó sẽ được nâng cao với giao dịch nhanh hơn này, miễn phí, an toàn và thực sự ẩn danh hoặc cả công khai. Bạn chọn nắm giữ token ZNC và trao đổi cái đồng coin, đồng tiền của người hòa giải và giao dịch qua chuỗi chung cung cấp của người dùng. Khả năng bán và mua mật mã trên các sàn giao dịch tính bằng mini giây. Thì đổi cái Okran, đổi mới thì mã số 1 của thế giới và hệ thống Okran này, thì việc tham gia vào cả dự án ICO và crypto trong ngày hiện tại rất rủi ro. Cho đến bây giờ bạn kiểm soát dự án bằng cách bỏ phiếu và quyết định tăng hoặc giảm một cú tài trợ DAO. Thì cái dịch vụ của Zeon nó an toàn là tham gia via wallet với P2P exchange. Thì khi bạn đã tham gia vào cái hệ sinh thái của Zeon, thì bạn có thể quản lý mọi thứ. Bất kỳ ai có điện thoại thông minh và kết nối internet đều có thể tham gia của cách mạng crypto này. Đây là cái ví tiền điện tử thân thiện nhất với các chức năng sáng tạo. Thì Zeon Wallet là một cái ví tiền an toàn cho phép gửi tiền, trao đổi bất kỳ mật mã, thực hiện giao dịch P2P qua cái giao diện Mediator, cũng như cái cơ hội tham gia an toàn vào các dự án mật mã ICO giao diện trên các sàn giao dịch tập trung, và tập trung cũng có thể thực hiện được cái giao dịch Zeon. Thì không chỉ ghi lại các số giao dịch nhưng tên và siêu dữ liệu xác định người, hiển thị ảnh hoặc biểu tượng của anh ấy, thông tin khác, thì khả năng kết nối ví công khai và với tên duy nhất mà bạn chọn, thì máy tính với một tỷ lệ chuyển đổi của đồng coin và altcoin để GLC và tạo được nhiều địa chỉ với các mức ẩn danh khác nhau. Thì khi đăng ký lựa chọn ví công cộng hoặc ẩn danh, thì trao đổi nhanh chóng cho các loại tiền tệ khác nhau, trao đổi mã hóa bằng cách sử dụng trao đổi API cho cái tỷ giá hối đoái mới nhất. Thì bán
NC Token. Thì cái Xeon Token có tên là Xeon C sẽ được phát hành trên cái cơ sở cốt lõi của Bitcoin và ra thức Rarocast tùy chỉnh. Thì ngày ICO nó bắt đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 và kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Thì tổng cung của dự án này xem là mình thì số mình ở đây nó số tổng của nó bán cho cái chiến dịch ICO là 60%, tương đương với 30 tỷ token. Thì token sẽ chạy trên cái nền tảng ERC20 của Ethereum và một token có giá là 0,0005 đô la Mỹ thì chấp nhận thanh toán bằng Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, EOS và đồng XMR Dash, rất nhiều loại tiền và có thể thanh toán qua cả thẻ Visa hoặc là Mastercard. Thì số tiền giao dịch tối thiểu là 0,2 Ethereum và 0,0125 Bitcoin và một Litecoin và 50 Euro. Thì về phân phối cái token này thì 20% nó sẽ dành cho Reon Fund này, 10% dành cho cái giai đoạn ICO và pre-ICO, 50% là dành cho chiến dịch ICO, 1% là dành cho Food of Care, Food of Care này, 3% là dành để cho việc phát triển này, 4% là dành cho đội ngũ team, 5% là dành cho các cố vấn và 7% dành cho việc khai thác. Thì đây là phân bổ quỹ, thì 5% dành cho việc phát triển frontend, 30% là dành cho phát triển cái dịch vụ của Xeon, 31% là dành cho phát triển cái blockchain, 15% dành cho chiến dịch marketing này, xây dựng cộng đồng và phát triển cái dự án, 5% dành cho chi phí hoạt động và dịch vụ, 5% dành cho dự trữ và phát triển, 8% dành cho bảo mật và bounty và food of care, và 1% dành cho chi phí pháp lý. Thì về lộ trình phát triển thì với sự giúp đỡ từ đội ngũ cố vấn của chúng tôi thì đây là mức những cột mốc quan trọng mà chúng tôi mong muốn đạt được. Thì đến quý 4 năm 2017 thì khái niệm về dự án này, đến tiếp là giao diện người dùng và UX của sản phẩm được lưu. Đến quý 1 năm 2018 thì bắt đầu cái công ty truyền thông xã hội. Đến tiếp theo là cả hội nghị blockchain và cryptocurrency ở châu Âu lớn nhất, thì nó sẽ bắt đầu cái chiến dịch quảng cáo tiền thưởng Food of Care, và đến bắt đầu cái chương trình tiếp theo là airdrop. Đến tiếp là ra cái bản in trắng và trang và một trang 1.0. Đến quý 1 tiếp là bắt đầu phát triển cái bản điều khiển dashboard này. Quý 2 năm 2018 thì tham dự tại hai cái hội thảo crypto và blockchain. Tiếp là cái trang lập thành công cái trang web Zeon.network. Tiếp là tạo cái ứng dụng indiegogo.com và cảnh báo và trình theo dõi ICO và bản phát hành hợp đồng thông minh Ethereum và bản điều khiển token holder và ra mắt cả chương trình free ICO và thu được thu mục tiêu của cái giai đoạn này là 2 triệu đô và tạo tài khoản nhóm cho các nhà phát triển Xeon trên GitHub. Quý 2 năm 2018 thì tiếp cận 50.000 người dùng trên Telegram này và tạo các tài liệu giáo dục cho cộng đồng và chiến dịch tiếp thị tác động được đưa ra để tăng nhận thức về Xeon. Tiếp là bắt đầu phát triển cái Xeon Mobile Wallet và bắt đầu phát triển cái Aerobus Masterloop này và Comixi Xeon Desktop Wallet, và tiếp là bắt đầu phát triển cái Atlas này và cập nhật qua cây vào bản 1.01. Và quý 2 tiếp là ra mắt cái chương trình ICO với mục tiêu gây quỹ là 15 triệu đô và danh sách trên cả CoinMarketCap.com.
và thành viên nhóm mới và các cố vấn khác phát triển cái thuật toán Post 3.0 và phát hành cái Erebus Matterlot đây, phát hành Xeon Network Desktop Wireless vào quý 3 năm 2018 và tăng số lượng các root trên mạng này và tạo trang web mới, phương tiện truyền thông xã hội này, và tiếp cận 100.000 người dùng giữa Discord và Telegram. Quý 3 tiếp là tạo cái tài liệu giáo dục cho cộng đồng và thiết kế giao diện GUI với các tính năng đặc biệt cho ví máy tính để bàn, và bắt đầu phát triển cái hòa giải của Xeon. Tiếp là phát đầu phát triển thương mại Xeon này. Đến quý 3 năm 2018 thì bắt đầu GNCX ẩn danh hoàn toàn. Đến tiếp là phát hành cái ví tiền điện tử Xeon và ưu tiên là phát triển iOS và Android Wallet. Tiếp là tích hợp cái cổng thanh toán và thêm GNC và coinpayment.net, và quý 4 năm 2018 thì phát hành Lilac Wallet, và quý 4 năm 2018 thì bắt đầu phát triển cái API cổng thanh toán cho người dùng trực tuyến. Đến quý 4 năm 2018 thì ví dụ tích hợp to sử dụng cái mạng TOA và I2P để tăng tính năng bảo mật. Quý 4 năm 2018 thì phát hành cái Xeon hòa giải, và quý 4 tiếp theo năm 2018 thì thích khai hợp cái U2 Apps. Đến quý 4 tiếp là bắt đầu phát triển cái thẻ ghi nợ GNC. Quý 1 năm 2019 thì phát hành ẩn danh cái GNCX. Quý 1 năm 2019 thì chạy cái Nexer Hashway Wallet Matterlust và hỗ trợ cái tài sản thế chấp. Quý 1 năm 2019 thì tích hợp cái mạng I2P. Tiếp là tích hợp cái giao thức Dandelion. Quý 2 năm 2019 thì trao đổi hoàn toàn phi tập trung và vô danh cho các GNCX. Và quý 2 năm 2019 thì tạo cái dịch vụ bảo hiểm mới và mở rộng tỷ lệ giao dịch này. Thì đó là những cái lộ trình phát triển này. Thì đây là về đội ngũ cố vấn của dự án. Đây là Naji Cameron, là người sáng lập và Quantus và cố vấn cho Work Wi-Fi. Đây là Verlon Wiscast, là chuyên gia bảo hiểm tại Vương quốc Anh này. Đây là David Carter, là giám đốc bảo hiểm The Hartford, Hoa Kỳ. Đây là Herman Visa, cố vấn pháp lý. Đây là Dava Mesh Canfi, là chuyên gia của về blockchain. Thì đây là đội ngũ giảng viên cộng đồng. Thì nhóm Zion kết hợp với một niềm đam mê cho ngành công nghiệp mật mã và mã hóa và chứng minh kỷ lục trong cái công nghệ blockchain và phát triển kinh doanh tiếp thị. Thì đây là cái người quản lý cộng đồng, là thành viên của Zion này. Đây là Igor Podimenko, là quản lý chiến lược. Đây là Kizin Levin, là công nghệ và tiếp thị. Đây là Mika Nguyễn, là nhà phát triển Genius của blockchain. Đây là Jom Sesisin, truyền thông và cộng đồng. Đây là Vasen Asenaus, phát triển kinh doanh. Đây là Chinka Gupta, là quản lý về phần chuỗi khối này. Đây là Baojian, là phụ trách về mảng cộng đồng và phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Đây là Donald Fiander, là đại học Dan và tài liệu và phân tích. Đây là Igor Shepopilas, là tiếp thị liên kết. Đây là Vera Efremova, là quan hệ công chúng. Đây là Igor Mykhailenko, là người thiết kế đồ họa. Đây là Germany, là người quản lý cộng đồng và truyền thông London. Đây là những đối tác chiến lược của dự án này. Có rất nhiều, ví dụ như sàn Bancor này, EOS này, Storia, IsoBook. Thì cái này, token này sẽ được liệt kê trên index và
một số trang xếp hạng đánh giá có uy tín đã liệt kê, ví dụ như ISO Ben này, Check ISO này, Token Markets này, ISO Buffer này. Vì truyền thông nói về cái dự án này có HackerMon, YouTube, CoinSpeaker, Folklore, Cointelegraph. Thì vừa rồi là những cái thông tin về cái dự án Zeon Network, thì bạn có thể truy cập vào cái trang zeonnetwork.network này để đăng ký mua ICO. Thì hiện tại nó đang có cả chương trình iDrop, và chương trình ICO sẽ kéo dài trong 29 ngày nữa và kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 10. Thì các bạn có thể truy cập ngay bây giờ để đăng ký mua. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.